Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Minh Phụng Music. Hãy cùng theo chân đội ngũ Minh Phụng đến giao cây Cutman KS1 cho chị Gamer xinh đẹp. Bây giờ anh em đang bắt đầu từ Điện Biên Phủ đến quận 2. Chúng ta cùng nhau khởi hành nhé. Đường thành phố về chiều, thời tiết thật mát mẻ. Hiện tại team đã đến đại lộ Đông Tây và chuẩn bị chui hầm nè mọi người. Và cuối cùng anh em đã đến được quận 2. Khung cảnh toàn là chung cư cao cấp vô cùng lộng lẫy và hoành tráng. Xe hàng chở KS1 đã đến. Các bạn cùng theo chân mình và đồng nghiệp mang cây piano lên lầu nhé. Chúng mình được chị khách hướng dẫn rất nhiệt tình. Cây đàn với kích thước gọn nhẹ nên công việc mang vác lên lầu cũng không khó khăn lắm. Căn nhà của chị có thiết kế vô cùng đẹp với tông màu trắng cùng màu xanh cây cỏ. Điểm thêm cây piano điện Cutman KS1 thì càng tạo thêm điểm nhấn cho căn phòng. Bây giờ anh em tụi mình tiến hành lắp đàn. Trong thùng gồm có chân đàn, thân đàn, pedal, sách hướng dẫn và một bộ ốp lắp đàn. Quà tặng kèm sẽ là một ghế piano cao cấp đem đến sự thoải mái khi chơi đàn. Mình sẽ nhắc qua cho các bạn những thông tin về KS1. Đầu tiên là yếu tố gọn nhẹ, cân đối, phù hợp với mọi không gian. Đàn chỉ nặng gần 40 kg, được trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, mang đến cho bạn cảm giác chơi chân thật nhất. Cutman KS1 là sự tổng hợp của 20 âm sắc và 128 âm polyphony, mang lại cho người chơi âm thanh trung thực cùng giai điệu tuyệt vời, giúp bạn luyện tập một cách tốt nhất. Đàn còn có kết nối Bluetooth đi kèm với cổng âm thanh chất lượng cao như headphone, sẽ giúp cho bạn tận hưởng âm thanh sống động nhất, không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, mang lại sự thoải mái cho người chơi. USB kết nối KS1 với máy tính hoặc điện thoại thông minh, hỗ trợ truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Jack cắm pedal dùng để kết nối bàn đạp với các thiết bị đi kèm. Jack cắm layout dùng để kết nối với loa của bạn. Đàn còn có các chức năng cơ bản như metronome đếm nhịp, lip mode chia bàn phím, tinova trộn tiếng và transpo tăng giảm tông. Đàn còn có chức năng nổi trội là auto off, là sẽ tắt khi không sử dụng trong vòng 30 phút. Đàn có 3 màu tùy theo sở thích của các bạn là trắng, đen và nâu gỗ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của mình và đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm do công ty mình cung cấp. Khi đến với Minh Phụng Music, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, trả góp với lãi suất 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Chỉ khách rất vui khi bốc siêu Cutman KS1. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.